Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin sáng của Sống 24 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tôi là Kim Yến. Và tôi là Mỹ Linh. Mở đầu mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Đã có 116 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Trong một động thái phối hợp, 4 nước EU gồm Bỉ, Hà Lan, Séc và Ireland đã ban hành lệnh trục xuất thêm 43 nhân viên đại sứ quán Nga vì cáo buộc làm gián điệp, nâng tổng số nhà ngoại giao Nga bị trục xuất tại các nước lên 116 người. Bộ Ngoại giao Bỉ đã trục xuất 21 nhân viên tại Đại sứ quán Nga ở Bruxelles và Lãnh sự quán ở Antwerp. Theo Bộ Ngoại giao Bỉ, những người này là mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia và sẽ có 2 tuần để rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Sophie Wilmès trấn an người dân rằng động thái của nước này không báo hiệu sự chấm dứt quan hệ ngoại giao và các kênh liên lạc với Moscow. Trong một động thái tương tự, Hà Lan cũng đã trục xuất 17 người Nga đến nước này bằng thị thực ngoại giao. Theo Bộ Ngoại giao Hà Lan, những người này hoạt động bí mật với tư cách là sĩ quan tình báo. Cộng hòa Ireland cũng đã yêu cầu 4 quan chức ngoại giao cấp cao của Nga rời khỏi nước này nhưng không công bố lý do trục xuất. Cùng ngày, Cộng hòa Séc cũng đã trục xuất một nhà ngoại giao của Nga. Theo Bộ Ngoại giao Séc, nước này đang cùng với các đồng minh của mình giảm bớt sự hiện diện của tình báo Nga ở EU. Nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời Cộng hòa Séc trong vòng 72 giờ là phó đại sứ Nga tại Séc. Sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Cộng hòa Séc đã đình chỉ hoạt động của Tổng lãnh sự Séc tại Saint Petersburg và Ekaterinburg, đồng thời rút lại quyết định cho phép hoạt động của các lãnh sự quán Nga tại Karlovy Vary và Brno. Chính phủ Séc cũng quyết định ngừng cấp thị thực cho các công dân Nga và Belarus, trừ trường hợp nhân đạo. Đến thời điểm hiện tại, các nước đã trục xuất tổng cộng 116 cán bộ, nhân viên ngoại giao Nga với cáo buộc hoạt động trái với quy chế ngoại giao. Ba Lan đang là nước trục xuất nhiều nhất với 45 người, Bỉ 21, Hà Lan 17, Bulgaria 10, Bắc Macedonia 5, Litva 4, Ireland 4, Latvia 3 và Estonia 3, Slovakia 3, Séc 1. Nga cũng đã có hành động đáp trả với một số quốc gia bằng cách trục xuất nhân viên ngoại giao của các nước với số lượng tương tự. Thưa quý vị, kết thúc phiên họp về lương tối thiểu vùng của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, phiên họp mang tính chất thăm dò, các bên chưa chốt phương án cụ thể, song cơ quan này tiếp tục đề xuất tăng từ ngày 1 tháng 7, mức tăng cụ thể chưa được tiết lộ. Theo đó, tiền lương tối thiểu điều chỉnh gần đây nhất từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 với vùng 1 là 4,42 triệu đồng, vùng 2 3,92 triệu, vùng 3 3,42 triệu và vùng 4 là 3,07 triệu đồng. Giữ nguyên đến nay, theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người lao động cần được chia sẻ khó khăn sau thời gian kiệt quệ vì dịch bệnh và bão giá. Việc tăng lương có lợi cho cả đôi bên, lao động có thêm trang trải sinh hoạt, doanh nghiệp tăng chi phí, song giữ được nguồn lực. Cơ quan này từng đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 thay vì hoãn cả năm, song chưa thể thông qua do đại dịch. Trong 3 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 35,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội quý 1 năm 2022 của Tổng cục Thống kê cho hay, tình hình đăng ký doanh nghiệp quý 1 năm 2022 có nhiều khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 34,5%. Bên cạnh đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 2 năm 2022. Với 82,3% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý 1 năm 2022. Cũng trong 3 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 35,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước. 11,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,1%. Hơn 4,3 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 16,7%. Trong đó có 3,8 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 19,7%. 63 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, tăng 28,6%. Bình quân một tháng, có 17,1 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tại buổi họp báo định kỳ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố cho hay các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường BOTT sẽ hết hạn cam kết giữ giá bình ổn vào cuối tháng 3 năm 2022. Các doanh nghiệp có thể điều chỉnh giá bán các mặt hàng từ đầu tháng 4 tới. Nhiều doanh nghiệp cung ứng hàng thiết yếu tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đầu vào sản xuất liên tục tăng giá trong khi đầu ra phải giữ giá bình ổn khiến các doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn.
Tuy nhiên, từ đầu tháng 4 năm 2022, chương trình bình ổn thị trường mới do cho năm 2022 cũng sẽ được triển khai. Việc điều chỉnh giá theo quy định sẽ do Sở Tài chính TP.HCM thẩm định. Sở Tài chính sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình BOTT, đăng ký mặt hàng và đăng ký giá mới. Theo ghi nhận từ Sở Tài chính, các doanh nghiệp chủ yếu đăng ký tăng giá mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm. Trong đó, thịt gia súc tăng từ 2-3%, thịt gia cầm tăng từ 6-12%, thịt trứng gia cầm tăng từ 6-8%. Theo cơ chế điều chỉnh giá năm 2021, khi giá đầu vào nguyên liệu điều chỉnh tăng khoảng 5%, thì các doanh nghiệp được quyền đăng ký điều chỉnh giá với Sở Tài chính. Trên cơ sở đăng ký giá, Sở Tài chính sẽ mời các cơ sở ngành và doanh nghiệp đến làm việc. Nếu chứng minh được đầu vào tăng sẽ cho điều chỉnh giá. Trong trường hợp thị trường liên tục biến động mạnh, việc tiếp nhận điều chỉnh giá sẽ từ 2-5%. Việc xúc họng thường xuyên bằng nước muối là một thói quen tốt trong thời điểm dịch bệnh và cũng có nhiều lý do trong việc lựa chọn tự pha nước muối để sử dụng vì tiện và rẻ. Việc tự pha nước muối tại nhà cũng có thể đem lại tác dụng sát khuẩn tương tự như các dung dịch nước muối sinh lý pha sẵn. Tuy nhiên, nếu không chú ý, nhiều người sẽ mắc sai lầm trong khi pha và có thể hại thêm. Con gấu mèo đâu? Chồng tôi chính thức là F0, tôi cũng chỉ mua được 1-2 chai nước muối. Những cái gì mà liên quan đến Covid khá là khan hiếm. Nhà tôi thì thường xuyên là dùng nước muối pha lấy, quen cái thói quen ấy rồi. Mình cũng không theo một cái công thức nào cả, mình cứ áng áng sử dụng. Theo các chuyên gia, việc tự pha nước muối tại nhà cũng có thể đem lại tác dụng sát khuẩn tương tự như các dung dịch nước muối sinh lý pha sẵn. Tuy nhiên, nếu không chú ý việc làm này, cũng có thể là lợi bất cập hại. Những người có rối loạn điện giải hay là tăng huyết áp thì rất hạn chế dùng nước muối. Khi mà sử dụng cái nồng độ nước muối quá đặc ấy, thì nó lại làm cho ngộ độc tế bào co lại và cái tế bào này thì lại mất sức đề kháng và nó làm tổn thương cái niêm mạc, tổn thương cái lớp nhầy bám trên bề mặt của niêm mạc, khả năng gây bệnh nó sẽ cao hơn. Để việc tự pha chế nước muối và xúc họng trở nên hiệu quả hơn, chuyên gia đã chỉ ra những sai lầm thường gặp và có những hướng dẫn sau. Sử dụng nước dạng pha thì không nên quá mặn mà chỉ nhạt như nước canh. Pha 1/4 thìa cà phê muối trong một cái cốc nước khoảng 200ml thì sử dụng trong ngày. Và khi xúc ý, không phải chỉ xúc dục sục trong miệng khoảng 2-3 cái rồi nhổ ra, mà các bạn xúc xong rồi phải ngâm cái khoang miệng của mình trong cái dung dịch nước muối đấy khoảng 5 phút thì các bạn mới nhổ ra ngoài. Xúc miệng bằng nước muối nhiều quá cũng không có lợi và thường người ta chỉ sử dụng tối đa là 3 lần trong một ngày. Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị Metro số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai, hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Liên minh Châu Âu EU. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án là 343 tỷ đồng. Được giao cho Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư. Trong đó 49 tỷ đồng là vốn đối ứng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Còn lại là nguồn viện trợ không hoàn lại của ADB và EU. Thời gian thực hiện trong năm 2022 đến năm 2024, dự án hướng tới mục tiêu tiếp tục hỗ trợ Hà Nội hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án Metro tuyến nhổn ga Hà Nội, đoạn ga Hà Nội Hoàng Mai cho đến khi Quốc hội phê duyệt chủ trương. Chiều dài tuyến Metro số 3 đoạn nhổn ga Hà Nội Hoàng Mai dài hơn 21 km. Trong đó, tổng chiều dài đoạn đường sắt ga đô thị Hà Nội Hoàng Mai dài khoảng 8,7 km đi ngầm toàn bộ. Theo hành lang Trần Hưng Đạo, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu, Nguyễn Tam Trinh, hầm kép song song đi ngầm qua nút giao Ô Đông Mác vành đai 1, Mai Động vành đai 2 và kết thúc phía sau vành đai 3 với 7 ga ngầm. Bao gồm Hàng Bài, Trần Thánh Tông, Kim Ngưu, Mai Động, Tân Mai, Tam Trinh, Yên Sở, một khu lập tàu, sắt chạm bơm Yên Sở, riêng đoạn đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội dài 12,5 km. Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có công văn phê bình chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hưng Nguyên và thị xã Hoàng Mai không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, khiến cho dự án chậm tiến độ so với yêu cầu. Đồng thời, yêu cầu các huyện này phải hoàn thành trước ngày 25 tháng 3 để bàn giao cho chủ đầu tư. Sau thời gian nêu trên, địa phương nào không hoàn thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế nhưng cho tới thời điểm này, khi đã quá hạn thì các địa phương vẫn chưa thể hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng.
Gói thầu XL3 đoạn qua xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu còn vướng đất của 18 hộ dân với chiều dài tuyến khoảng 300 mét. Các hộ đang kiến nghị về mức tiền đền bù hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm. Bên cạnh đó, việc địa phương chưa bàn giao mặt bằng tái định cư cũng là nguyên nhân khiến người dân chưa thể di dời. Bồi thường thì thống nhất với huyện với tỉnh rồi, mà với xã rồi, mà dư hiện dư là coi như là xã cũng chưa giải phóng mặt bằng cho gia đình, cho nên là gia đình không có mặt bằng để mà coi chuyển đi để ở, vì gia đình như là 12, 13 người con mà không có mặt bằng không chuyển đi được. Tại cái điểm km 12 chúng ta đang đứng đây thì có 18 hộ dân. Hiện nay là vướng một cái diện tích chiều dài theo chiều dài tuyến là khoảng 400 mét. Tuy đang chỉ 400 mét thôi nhưng mà nó là nút thắt để cản trở toàn bộ cái đường lưu thông dọc tuyến, vận tải đất dọc tuyến cũng như là đường từ mỏ đất ra thì đều bị vướng bởi cái điểm tắc này. Và từ điểm này trở về phía bắc là chúng tôi có khoảng 3 cây số thì cũng đang rất là khó khăn thôi bởi cái điểm vướng này. Cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu có 13 vị trí điện cao thế 220 kV, 110 kV cần được di dời thì hiện mới di dời được một vị trí. Đường điện Trung Hạ Thế với 58 vị trí cần di dời nhưng hiện vẫn còn 15 vị trí chưa di dời. Chính điều này khiến việc khoan giếng cát, đóng cọc nhồi tại nhiều vị trí chưa thể thực hiện. Hiện nay thì vướng nhất là cái đường điện 220 kV là ảnh hưởng đến thi công giếng cát và thi công thì cầu vượt của đường 7A của giếng cát là không thể thi công được vì sự an toàn không đảm bảo an toàn về khoảng cách lưới điện. Là dự án trọng điểm quốc gia, thế nhưng sau gần 10 tháng khởi công, đến nay cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu vẫn chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Chính điều này đang khiến toàn bộ dự án bị chậm so với yêu cầu. Quan điểm của thị xã là giải thích và đối thoại đến cùng với bà con để rồi là bà con đồng thuận cho cái chủ trương lớn của chính phủ, của tỉnh. Tuy nhiên thì đối với các cái trường hợp mà không chấp hành thì thị xã sẽ báo cáo với Ủy ban tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và chúng ta sẽ thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Không chỉ vướng mặt bằng, các nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu đang thiếu đất san lấp trầm trọng. Khi hầu hết các mỏ khoáng sản phục vụ dự án đã hoàn thành các thủ tục từ lâu nhưng chưa thể khai thác vì vướng đất rừng, hiện đang chờ Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa có kế hoạch thực hiện mở cửa lại, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, cho phép hoạt động trở lại đối với các dịch vụ có điều kiện, các dịch vụ ăn uống, các hoạt động thể dục thể thao và điểm du lịch, các sự kiện văn hóa. Theo đó, đối với khu vực trung tâm thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn sẽ ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch gắn với khai thác di sản văn hóa, du lịch ẩm thực, du lịch mua sắm, du lịch thể thao, du lịch cộng đồng, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch gắn với thế mạnh văn hóa lễ hội, di tích, làng nghề. Việc phát triển thị trường khách du lịch sẽ đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến từ các nước Đông Nam Á nhân dịp sự kiện thể thao SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, trong đó có 4 môn thi đấu tại Bắc Ninh. Để đạt mục tiêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã cho phép hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới đối với các dịch vụ có điều kiện như là karaoke, quán bar, vũ trường, massage, các dịch vụ ăn uống, các hoạt động thể dục thể thao, các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch, các sự kiện văn hóa. Ủy ban Nhân dân TP HCM đã ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023. Đề thi tuyển sinh lớp 10 dự kiến có cấu trúc nội dung và độ phân hóa giống như mọi năm, nhưng tăng thời lượng thi môn tiếng Anh lên 90 phút. Theo dự kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, môn tiếng Anh có thời gian làm bài 90 phút với 40 câu trắc nghiệm. So với những năm trước, đề thi tăng thời gian làm bài 30 phút và nhiều hơn 4 câu hỏi. Đề tiếng Anh có 10-15% câu hỏi mức độ nâng cao để phân hóa thí sinh. Những nội dung kiến thức giảm tải sẽ không có trong đề thi. Để môn toán giữ nguyên cấu trúc với 70% câu hỏi có mức độ nhận biết, không hiểu, 30% vận dụng, sử dụng cao. Với môn văn, cấu trúc đề thi gồm 3 phần, đọc hiểu 3 điểm, nghị luận xã hội 3 điểm và nghị luận văn học 4 điểm. Ở Hà Nội, cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 trong trung học phổ thông
môn chuyên khoa học xã hội và nhân văn năm 2022 cũng đã được ban hành. Môn toán chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Môn ngữ văn giữ nguyên hình thức thi tự luận nhưng thời gian làm bài là 90 phút. Môn tiếng Anh giữ nguyên hình thức thi trắc nghiệm nhưng thời gian làm bài là 45 phút.